Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một tâm tình dựa trên bài thơ Giờ Đà Điểm của Linh Mục Thanh Lợi. Và Linh Mục Xuân Đường đã viết nhạc. Giờ Đà Điểm là khoảnh khắc của sự giao tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tín trung và bội phản. Nhưng trên hết tất cả, và Thiên Chúa đã khẳng định cho nhân loại, cho sự giữ biết Ngài là đấng quyền năng và Ngài chiến thắng cái ác, chiến thắng sự giữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cái chết, để cùng với Ngài, những ai đi theo Ngài được bước đi trong ánh sáng của ngày phục sinh. Đã điểm